Hello và xin chào các bạn em. Thì hôm nay tôi xin trình bày về cái chủ đề đó là cái cơ chế mà gan to trong suy tim hay các bạn, hay còn gọi là gan đàn xếp trong suy tim với các bạn. Như chúng ta đã biết, dòng chảy của máu qua gan như thế nào thì gan là một cơ quan đặc biệt, nó nhận máu từ hai nguồn, đó là động mạch gan chung, một trong ba nhánh động mạch thân tạng, và từ tĩnh mạch cửa. Sau khi vào gan, hai mạch máu này đổ máu vào các xoang gan để đi đến tĩnh mạch gan, cuối cùng dẫn lưu về tĩnh mạch chủ dưới rồi về tâm nhĩ phải. Thì khi mà suy tim các bạn, thì suy tim có thể được xem như là một sự rối loạn tiến triển khởi phát sau một sự kiện mất gây tổn thương cơ tim, hệ quả là mất hoạt động chức năng của cơ tim hoặc giảm khả năng tạo ra lực co bóp, tim không co bóp hiệu quả như bình thường. Sự kiện này có thể khởi đầu đột ngột như trong nhồi máu cơ tim, hoặc là từ từ và thầm lặng như trong trường hợp quá tải áp lực hay thể tích. Nó cũng có thể mang tính di truyền đối với các bệnh cơ tim di truyền khác. Thì trong hầu hết các trường hợp, bệnh nhân vẫn không có hoặc là ít có triệu chứng sau sự suy giảm ban đầu khả năng bơm máu của tim, hoặc là các triệu chứng chỉ phát triển khi sự suy giảm chức năng hiện diện được một khoảng thời gian. Hay các bạn, thì suy tim phải nó gây ứ trệ tuần hoàn và sự đàn xếp của gan như thế nào? Thì suy tim là một hội chứng bệnh lý rất thường gặp và là hậu quả của nhiều bệnh về tim mạch như tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh van tim, bệnh cơ tim, bệnh tim bẩm sinh, rối loạn nhịp tim, vân vân. Thì tùy thuộc vào suy tim trái, suy tim phải hay suy tim toàn bộ mà triệu chứng có thể khác nhau. Suy tim phải là tình trạng tâm thất phải bị suy giảm chức năng tống máu, thì mỗi lần nó co bóp nó tống được ít máu vào động mạch phổi hơn bình thường. Ví dụ bình thường thì mỗi lần co bóp tâm thất phải tống được khoảng 70 ml máu vào động mạch phổi. Tuy nhiên khi bị suy tim phải thì có thể nó chỉ còn tống được tối đa khoảng chừng 50 ml máu đi mà thôi. Vì tâm thất phải tống được ít máu đi hơn bình thường nên dần dần máu bị ứ lại ở tâm nhĩ phải, thì nó sẽ tiếp tục nó dội ngược và nó tiếp tục nó ứ ở tĩnh mạch chủ dưới, và nó tiếp tục nó dội ngược, nó ứ ở tĩnh mạch gan và ở gan, và cuối cùng là nó ứ ở gan. Mặc dù là nơi dự trữ máu của cơ thể, nhưng khi bị ứ máu quá nhiều, gan sẽ to lên và ta có thể sờ được khi khám bệnh nhân trên lâm sàng. Thuật ngữ mà đàn xếp là do quá trình to lên của gan. Lúc đầu gan to căng do ứ nước, khi điều trị thuốc loại tiểu thì gan nó nhỏ đi, về sau thì gan trở nên xơ cứng và không còn dấu hiệu đàn xếp nữa. Tức là gan xơ cứng nó không còn dấu hiệu đàn hồi được nữa, thì người ta gọi là gan đàn xếp đó các bạn. Thì gan to trên lâm sàng thường đi kèm với tĩnh mạch cổ nổi, dấu hiệu phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính. Cũng chính vì vậy, tính chất đàn xếp này mà gan to chỉ là tiêu chuẩn phụ, trong khi tĩnh mạch cổ nổi và phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính là hai tiêu chuẩn chính trong tiêu chuẩn Amifam trong tiếp cận chẩn đoán suy tim trên lâm sàng. Hay các bạn. Thôi, tôi xin kết thúc clip tại đây. Chúc các bạn học tập được tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.